lớn rồi. Có số đến đó có đi phố rồi nhìn chị ta không? Thầy lấy cái gì thầy? Chờ thầy có người sẽ biết nè. Em phải tự lấy đó thầy. Dạ. Tới là chỗ làm nó to không? Thầy cái này em làm nó phải thầy phải chuẩn bị cho thầy. Anh hết rồi thầy lấy hả? Dạ, lấy mỗi thứ mỗi món, mỗi món mỗi thứ rồi. Đang ghê nghe. Cảm ơn Hồng Hoàng. Đang đang, hả có dấu không? Có dấu. Em nói vậy chị nè. Thôi tụi bây đừng có nói vậy ông Hải ở xa bà ở bà 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 nhắc tới cái chữ đó nữa tội nghiệp thằng Lan. Kim Chi. Dạ Kim Chi. Nhưng mà bữa nay có món hủ tiếu nào không ta? Hủ tiếu thì không có. Thôi thế ăn hủ tiếu à? Ăn hủ tiếu anh đi ra tìm. Không có, bạn anh sẽ nấu cái hủ tiếu tới tiền. Bạn anh có bán hủ tiếu Mỹ Tho đó hả anh? Bạn anh đâu biết đâu, cứ nói đại. Bạn anh là ai? Ủa bây giờ anh có quay không hả anh Trinh? Có. Anh quay kiểu gì hay vậy? Có bánh tráng kìa chị. Anh quay kiểu gì hay vậy? Trên đỉnh đầu không ạ? Cô mà kêu xuống là cô không hỏi. Đây đi quay trên đỉnh đầu nha. Có cái hình con trong này rồi nè. Ồ vậy đó hả? Trời ơi đâu mà lấy cái xôi của Vân Anh. Xôi của Vân Anh coi. Lấy cho thầy Lân hả chị? Cái thằng kia xếp hàng cho cắt ngang hàng này. Thầy chùa mà đi xin miếng da heo. Lấy xôi ra chị Lan ơi. Ít thôi chị, Kim Chi ít thôi. Dạ xin mời chị Lan. Từ từ rồi lấy thêm. Mời chị Lan. Thầy để cho thầy ăn. Ôi, tiếng đâu mà đựng mấy cái lá. Nhiều quá, rồi cảm ơn em. Xôi có muối mè chưa? Xôi có muối mè. Bây giờ còn ai rồi nữa? Ai tới cứ một dĩa năm đồng, một dĩa năm đồng mà vô mà vô. Năm đồng một dĩa. Vô. Mà vô. Năm đồng là được ăn xôi không đó. Xôi không có mà bán. Năm đồng thì có xôi thôi. Xôi vào đi. Em nói gì? Xôi nằm mà nghe. Cái này bố thấy chị dễ đứng. Ngu quá. Dạ. Dạ. Xôi nằm mà nghe hay á. Xôi nằm nghe thôi, đừng ăn nha. Con ơi, con lấy đồ cho con qua đi. Cái này là ai vậy? Nói gì không nghe vậy? Anh nói nghe. Nói gì vậy? Mà nói nữa hả? Cớm hai em nó quay phim đứng tiếu tiếp nữa. Hai cha con nha anh em gì? Hai cha con giống nhau y hệt. Mày không nghe mày không nghe mẹ nói hả? Cái dân San Jose này nó kiếm đến nhậu đây chứ không ăn gì nữa. Dạ, nó có kể đi chứ nào chị. Rồi, giờ kể đi, bây giờ kể đi em. Thôi dễ không kể. Không lại khóc trời. Anh nhận gì à? Chị Lan bây giờ đứng bán hàng nó khóc dễ sợ. Bởi vì không bán nhóm hàng tí gì đâu. Ý em nói cùi hoài không ăn á. Còn hồi có nhà hàng tới giờ bán hàng nhuyễn dễ sợ luôn á. Anh thấy em bị chậm giống đứng nó bán hàng dễ hơn. Em sao nãy giờ không có thông tiền gì hết trời. Ui 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 dạ, ăn. Xong ăn chứ để thì xong hết cái này là ăn. Cái tàu dưới đó là bánh tráng đó chị, chứ không phải bánh tráng đâu. Đi làm á hả, bạn đang xôi lên hấp, để bánh tráng lên nướng. À làm ở chỗ làm luôn á. Sợ. Đi. Lấy đồ đi chỗ khác, để khác chỗ. Ăn nhiều quá vậy ta. Tôi nói ra đó, anh tôi nói ra đó là chút. Anh lấy xí, anh ăn đi con. Không có ăn gì, con lấy đi. Em cũng ăn đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nè, cô đơn, nhớ nhớ chứ, nhớ chị Nhàn chứ. Sao mà nhớ hay vậy? Coi trên, tại vì cứ coi trên hình mỗi lần chị vô Sài Gòn là hẹn đi ra ăn uống như thế nào, đó tôi biết. Mình có đem cô đơn, sao mới biết là